Dương Hải Dương xin chào toàn thể các bác nha. Em lại vừa về một mẫu xe Pajero màu trắng này, rất đẹp. Với màu trắng này thì nhìn màu nó rất sang. Màu trắng 2007, đăng ký lần đầu 2008 nha các bác nha. Xe thì đang có mặt tại cơ sở 2 của bên em tại số 92 Vườn Nài An Phú Đông, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Pajero màu trắng 2007, đăng ký lần đầu 2008, nhập Nhật. Cái dòng xe hai cầu. Dòng này thì chạy là nó là mỹ mãn rồi. Bền, số sàn 3.0, máy xăng. La răng này và em độ la răng của Forzanger này, la răng đẹp 6 chấu đúng kích cỡ luôn. Bậc lên xuống này, bậc lên xuống bi bậc này thì cực chắc chắn rồi. Đấy. Tất cả thì đều được độ lên màn hình và camera lùi hết rồi nhé. Với cái dòng này thì bọn em đã độ lên màn hình và camera lùi rồi. Đấy. Với dòng Pajero này thì nó được trang bị hai túi khí an toàn. Đấy. Túi khí và thanh ABS đầy đủ hết rồi. Hai cầu, cái cầu của dòng Pajero này. Dòng này điều hòa thì nó là điều hòa auto điều hòa. Đấy. Với cái chạy của cái dòng Pajero này chạy rất sướng, lành máy cực kỳ luôn. Nhưng mà các bác nào mà mua những dòng này về chạy thì khá là ổn. Đấy. Con này thì em đã dọn hết rồi. Dòng này thì trước nó là màu bạc, sơn đổi màu thành màu trắng. Đấy, mà em sơn toàn sơn đẹp, sơn đắt tiền, sơn đẹp thôi. Vì vậy là cái về cái phần sơn xi thì các bác hoàn toàn là yên tâm. Đấy, xe rất là đẹp với cái dòng Pajero form mới này, kể cả phần mặt táp lô, vô lăng cũng như là các form bên ngoài nó thiết kế khác hoàn toàn so với lại form cũ rất là nhiều rồi. Đấy, rộng rãi về nội thất của dòng này tương đối rộng và nó còn két nguyên bản nhé. Rồi cái dòng Pajero thì nó còn két nguyên bản, lốp thì dày dặn, lốp mới này, đèn sáng choắc luôn. Đây là cái phần két của cái mẫu xe Pajero đây. Cái két này thì mình cứ để nguyên được, mà nhiều người thì người ta tháo ra, nhưng mà theo em nghĩ là cứ để nguyên được nó cũng chả ảnh hưởng gì. Bởi vì để đồ đạc thì thoải mái. Đấy. Để đồ đạc và két thì thoải mái luôn. Rãi thoải mái, bình cứu hỏa chứ là vẫn còn này. Đấy. Về form dáng của cái mẫu Pajero này thì đánh giá là một cái mẫu xe form dáng rất là đẹp. Đấy, gầm cao, dòng này gầm cao, gầm khỏe. Đấy, chạy sướng. Đây, các bác đây cái phần hệ thống gầm bệ của xe này. Đấy, 2007, đăng ký lần đầu 2008, nhập Nhật. Đấy, dòng này thì trước nó chuyên trả tiền thôi. Vì vậy là cái xe nó còn rất là đẹp. Đấy. Ngoài ra thì bên em còn về một mẫu xe Chevrolet Cruze này, 2015 form mới này. Xe thì bao cho các bác là xe zin luôn, máy móc chưa ra nhé. Pajero thì form mới rất là đẹp. Phần riêng cái phần lắp cabo của cái dòng Pajero form mới form cũ nó lệch nhau rất là nhiều mấy cân nhé, bởi vì dòng này nó là nhôm. Cái phần lắp cabo nó là nhôm, form mới nó là nhôm nhé. Vì vậy là nó rất là nhẹ. Đấy. Màu trắng này thì được, cái màu trắng nó đẹp. Riêng đối với màu trắng của dòng Pajero này, bọn em sơn lên cái màu trắng này nó là mỹ mãn luôn. Sơn nước sơn ở trong khu vực Sài Gòn này, các bác sơn thì nó quá là yên tâm. Anh em thợ sơn đây người ta sơn quá là chất lượng. Khoang máy này, cho các bác kiểm tra luôn về phần khoang máy của cái mẫu xe Pajero này. Đấy, nội thất của xe thì khá là ổn rồi. Đối với dòng Pajero này nội thất là khá là ổn. Đấy. Móc thì quá là yên tâm, bởi vì con này là máy khô test luôn, máy khô ráo thoáng sạch sẽ nhé. Riêng đối với dòng Pajero là máy khô ráo cực kỳ luôn. Các bác yên tâm là máy con nào cũng là máy zin, dòng này nó chạy lành máy cực kỳ luôn. Cái phần lắp cabo của xe này, cái phần cabo của cái dòng Pajero form mới, cabo của nó rất nhẹ, chỉ mấy cân thôi. Đấy. Rất là nhẹ luôn. Bác nào mà mua cái dòng xe này thì về chỉ có sẵn sử dụng thôi, không phải làm bất cứ cái gì nữa cả. Xe thì bên em dọn hết rồi, lốp mới, la răng của Forzanger, la răng đẹp luôn, la răng Forzanger đời mới đẹp, lắp thêm giá lóc, lắp thêm bậc để chân, độ thêm màn hình, đấy, bọc nội thất lại, gần như là xe của em đã dọn căng đét rồi. Các bác mua về chỉ việc ra tên chính chủ là chạy thôi, không phải làm bất cứ cái gì nữa cả.
đối với dòng Piaggio này thì nó độ lành máy, các bác về vấn đề chi phí sửa chữa là cực thấp và không phải bỏ vấn đề chi phí sửa chữa mấy đâu, hoàn toàn là yên tâm. Đấy, có màn hình camera lùi đầy đủ hết rồi các bác nhé. Đấy, bác nào mà quan tâm thì alo sớm cho em Dương, số điện thoại của em là 0829777777 các bác nhé. Đấy, ngoài ra thì còn Mercedes này, Mercedes E240 màu trắng 2003, Chevrolet Cruze 2015 form mới. Xe thì xe này của công ty giám đốc đi, vì vậy là xe còn rất là đẹp. Đấy, Mercedes E240 màu trắng này, các bác nhìn đây, xe này thì không phải nghĩ rồi, màu trắng ngọc trinh đồng hoàng nhé. Chevrolet Cruze 2015 form mới. Đấy, bác nào mà quan tâm thì ở đây hắn còn một con Piaggio nữa này. Piaggio này nó là 2007, đăng ký lần đầu 2008, cũng là bản nhập Nhật luôn. Đấy, cái dòng này thì nó cũng là bản nhập Nhật luôn. Đấy, rút tất cả đều rút hồ sơ cầm tay rồi, các bác nào mua thì alo cho em. Đấy, 2017 đăng ký 2008. Còn con Toyota Land Cruiser này thì em đã bán về Bình Thuận cho một anh ở Bình Thuận rồi, đang chờ rút hồ sơ, chắc là sắp xong rồi thì em sẽ gửi chuyển về Bình Thuận cho anh đấy. Đấy, còn con này là màu bạc nhé, màu đạc bạc đẹp cực kỳ luôn. Đấy, 2007. Giá thì mỗi con xe này là 315 triệu, đã bao gồm phí rút hồ sơ và vận chuyển trên toàn quốc rồi. Mercedes E240 2003 thì mẫu xe này chỉ có 195 triệu thôi. Đấy, bác nào quan tâm thì alo hoặc là đến trực tiếp chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, số 92 Vườn Nài An Phú Đông của bên em. Đấy, xe thì đang nằm đây và em đang ở trong đây. Bác nào cần nhu cầu cần bán dòng ô tô cũ thì bảo em nhé, em sẽ đến tận nơi xem xe và mua cho các bác nhanh nhất luôn. Vâng, xin chào và cảm ơn các bác nhé.